Chiến thuật của Pep Guardiola sẽ như thế nào trong FO4? Ở tập trước, đây mình sẽ dùng hai chiến thuật này. Mình sẽ dùng hai chiến thuật đầu tiên nó sẽ là 4-3 theo kiểu dạng cơ bản nhất. Tốc độ chơi của tất cả sơ đồ thì mình đều để ở mức gọi là bình thường. Erling Haaland, với Erling Haaland thì tất nhiên là mình không thể đá một số chín nào được. Mình không thể đá một số chín nào, mình sẽ dùng cái tốc độ và sẽ dùng cái khả năng bứt tốc. Đó, đây là chiến thuật mình nghĩ là cơ bản nhất. Ok. Ý tưởng về đội hình nó sẽ là như vậy. Và bây giờ sẽ là thực hành. Gundogan này, với số lượng người ở giữa sân nó rất là nhiều, thì mình sẽ có nhiều lựa chọn để chuyền bóng cũng như là kiểm soát. Vấn đề là không được mất bóng giữa sân anh em. Chứ nếu mà anh em mà biết hết được bài của Pep Guardiola thì có lẽ anh em không ngồi đây được. Miền vị không nhở? Có miền vị không nhở? Phá có mấy miền vị cái Erling Haaland kìa. Đấy, hai bên sẽ bám biên mở rộng này, thì Haaland sẽ có nhiều khoảng trống. Ở phía dưới sẽ có đó. Nào Haaland. Không được. Cancelo. Chuyển cứ đi lệch lệch ấy nhờ. Đi đâu đánh chặn ngay. Rồi. Bắt đầu Ihalo với thầy. Ôi cái chân phải của Lukaku nó ma thật. Áo nhanh. Lý nhỉ? Bruh. Chết tôi không có chứ, chuyển bóng như đùa. Ẩu ẩu quá. Rodri. Được không. Không. Foden. Đập anh ơi. Ok chưa? Chuyển sơ đồ thôi. Cancelo. Đập anh ơi. Haaland. Erling Haaland. Easy. Mới đổ xuống ngay. Đó. Thiền cái. Rồi. Bà đẹp chút chân phải đi. Chút chân đê ra ngoài. Lại một nữa xem nào. Rồi. Bà này chuẩn đấy. Thủ hết tất cả các đường. Haaland làm gì có lỗi vị con này. Ở mép. Nào. Sang nhận chân trái cái. Lên nào. Thế lên. Cái kịch bản hay lần dạy chỗ mẹ đầu ban nơi. Chuyển bóng một thứ. Cái cả nó đẹp thế nhở. Bắt. Phi vô được. Chân trái kìa. Down. Ok. Kevin De Bruyne. Gần đi, xin đấy, cong gần đi, xuống quả lãng rồi. Đây rồi, Mane. Chân trái Mane nó 1-9-1-10 với cái chân trái của thầy luôn. Cổ nó rút ra ngoài, ủa. Ôi trời, thằng Foden nó hút quả lên rồi. Ôi trời, nó bắt bô lê quả lên trời rồi.